Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa làm xong chiếc xe Winnie 2020 của một vị khách ở xa, nên là một cặp cỡ sáng mini nha các bạn. Kenzo X100 tuyệt vời đúng không ha? Siêu nhỏ gọn luôn các bạn ha. Đây là có trắng, pha trắng luôn các bạn. Đây á, bát inox 304 ha, chống sét luôn các bạn ha. Lắp tinh đầu ti phục, đây là bát inox 304 chống xét luôn, thường có bát sắt các bạn, bát sắt sẽ rẻ tiền hơn các bạn nha. Rồi ok đó, rồi bát xi măng em nổ máy lên, bát xi măng ngày này các bạn đó. Đưa vào đèn pha luôn các bạn, đưa vào đèn pha luôn, khi đề máy lên bát xi măng ngày được luôn các bạn. Bát xi này đó ha, bát xi vừa đèn pha luôn được luôn các bạn ha. Rồi tắt máy em, tắt máy em, rồi tắt máy được bạn, rồi mở máy lên nè. Rồi ok em, bát xin không đầy máy rồi, bát xin không đầy máy thì đèn pha nó không sáng các bạn nha, tại đèn pha nó sử dụng điện máy. Rồi bát mở đèn em đó, ok ha. Rồi bát xin em, bát xin màu trắng nè các bạn. Rồi có trắng pha trắng nha các bạn, cái này có trắng pha vàng nữa nha các bạn, tùy ý khách hàng lựa chọn ha. Ok rồi, ok em, rất là sáng ha, chế độ code em, độ code này ok ha, không có chói nha các bạn nha, ở ngoài nhìn các bạn nhìn thấy là không có chói, 99,99% là không chói nha. Rồi ok tuyệt vời luôn ha, quá đẹp luôn ha, bát inox 34 ha. Rồi tuyệt vời, mình có thể kết hợp vào công tắc bát xin zin luôn, không có thay công tắc khác nha các bạn. Rồi thì lắp đặt bên mình thì đặc biệt là cái bát này inox 304 và công tắc led này bên mình sẽ tặng luôn các bạn ha. Thường ta đi công tắc thường nhưng mà bên mình sẽ đi công tắc led. Khi các bạn nhấn vô sẽ mở code, khi các bạn bát xin sẽ lên pha bát xin zin luôn nha, không có thay công tắc khác nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều ạ. Có bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình, địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Số điện thoại là 0346669686, hoặc các bạn kết bạn Zalo với mình số điện thoại này 0346669686. Cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều đã xem hết video nhé.